Tại Trung Quốc, nhu cầu về dịch vụ vận chuyển thú cưng tăng cao trong thời gian gần đây khi mọi người đổ xô về nhà cùng thú cưng trước Tết. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dịch vụ vận chuyển thú cưng, các cơ quan vận tải của Trung Quốc đã triển khai nhiều dịch vụ phù hợp cả bằng đường hàng không và hàng bộ cho du khách. Tôi cần xuất trình một số giấy chứng nhận kiểm dịch và tiêm phòng cho con mèo của tôi. Quy trình làm thủ tục tương tự như đối với hành khách là con người, nhưng con mèo của tôi sẽ sử dụng kênh dành riêng cho thú cưng. Yan Shun Khang, nhân viên dịch vụ mặt đất của China South Airlines cho biết, ngoài giấy chứng nhận kiểm dịch và tiêm chủng, vật nuôi phải được đặt an toàn trong các phương tiện vận chuyển thông thoáng, chắc chắn và được hãng hàng không phê duyệt. Yan cho biết, nhu cầu vận chuyển thú cưng đã tăng cao trong thời gian này. Trong hai ngày đầu tiên của đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán, hơn 70 thú cưng đã được vận chuyển đến và đi ở Quảng Châu. Chúng tôi đã chứng kiến mức tăng 40-50% so với ngày thường. Các cơ quan đường sắt của Trung Quốc cũng đã triển khai dịch vụ này trên các chuyến tàu. Ngoài ra, tại Quảng Đông, hiện nay cũng có 3 tuyến xe buýt cho phép hành khách mang theo thú cưng.